sở hữu vẻ đẹp lạ, luôn nổi bật trong đám đông với đôi mắt to và sâu thăm thẳm, khuôn mặt tròn như búp bê. Mai Lệ Huyền được xem là một ca sĩ huyền thoại của Sài Gòn trước năm 1975, trở thành hiện tượng chưa từng có trong dòng nhạc kích động hát về tình yêu và người lính. Ở thời đỉnh cao của mình, cô đã đốt cháy các sân khấu và vũ trường bằng giọng ca đầy ma lực và thân hình bốc lửa của mình, trở thành cái tên có độ phủ sóng rộng rãi trong công chúng ở miền Nam. Mai Lệ Huyền sở hữu giọng ca khỏe, lại có nét gì đó hoang sơ nên rất thích hợp với dòng nhạc giật gân sôi động. Sự kết hợp của Hùng Cường và Mai Lệ Huyền cùng những ca khúc kích động được các nhạc sĩ Trần Tịnh, Nhật Ngân, Hoàng Thi Thơ, Y Vân, Y Vũ viết riêng cho họ đã trở thành một hiện tượng chưa từng thấy trong làng nhạc. Đặc biệt là những ca khúc nhạc kích động viết về tâm sự của người lính như Lính Thích 33, Làm Quen Với Lính, Tình Ca Người Đi Biển, Gặp Nhau Trên Phố, Vòng Hoa Yêu Thương v.v. Thời đó, báo giới gọi Hùng Cường và Mai Lệ Huyền là cặp đôi sóng thần là vì chỉ trong một thời gian ngắn, độ nổi tiếng của đôi song ca này như một cơn lốc cuốn giới trẻ đô thành vào vòng xoáy của những bước nhảy sôi động cùng những bài nhạc thời trang mang đậm dấu ấn của thời cuộc được sáng tác riêng cho họ. Đôi song ca Hùng Cường, Mai Lệ Huyền không phải là những người đầu tiên hát thể loại nhạc được gọi là kích động nhạc này, nhưng đã là người đưa thể loại này lên một đỉnh cao chói lọi, chinh phục các tầng lớp khán giả từ giới trẻ của đô thành Sài Gòn trong các vũ trường cho đến các miền biên ải xa xôi, đặc biệt là được hàng trăm ngàn quân nhân miền Nam yêu mến. Hôm nay, chương trình Bước Chân Dĩ Vãng xin kính mời quý vị cùng đi ngược lại những kỷ niệm của ngày xưa với nữ ca sĩ Mai Lệ Huyền. Mai Lệ Huyền xin kính chào tất cả quý vị đang xem đài, nhất là được hân hạnh trở lại với Jimmy Show. Yeah. Ngày hôm nay cô Huyền không biết còn đề tài để nói với Jimmy không? Dạ vẫn còn chứ. Với chương trình của Jimmy, đặc biệt là cái show Jimmy tự làm riêng đó, thì coi như đây lần đầu cô đến với của con rồi. Vậy đó hả? Thưa cô, một năm vừa qua, một cái năm biến động 2020 đó, thì mọi sinh hoạt đều phải ngưng lại. Thì âm nhạc của mình cũng bị ngưng luôn. Thì trong một năm vừa qua cô làm gì? Một năm vừa qua cô Huyền buồn tê tái. Tái tê. Tại vì thật sự mình là cái con người nó hoạt động. Nó không có thể ngồi một chỗ mà 24/24 trong nhà. Không có đi ra đường, không gặp bạn bè, không ăn chơi, không cười giỡn. Mà nhất là không được hát. Đó, Jimmy thấy không? Thành ra cái đó là cái buồn nhất của người nghệ sĩ. Mà cái buồn hơn nữa đó là cái năm 2020 này bạn bè ra đi rất nhiều, rất rất nhiều, thậm chí gia đình bà con dòng họ mình cũng đi, đếm trên đầu ngón tay cũng không đủ. Thành ra trong cái sự việc đó nó làm cho mình buồn chán đủ thứ hết. Nhưng mà cô Huyền cũng mong rất là hy vọng mình sẽ khởi xướng trở lại. Trong năm 2021 này. Và mình còn có thể tiếp tục khuấy động thị trường một thời gian vui nữa. Thành ra khi mà Jimmy ngỏ lời mời cô Huyền đến này thì cô Huyền nhận lời. Là vì nó boring quá rồi, ngồi ở nhà riết mà là, cũng muốn ra gặp ngoài đời để mà vui một chút. Nhất là cô Huyền đã được chích thế thai mũi rồi. Chúc mừng cô. Trời ơi, bây giờ đó mà cứ nghe tin cô chú nào chích xong vaccine hai mũi là mừng ơi là mừng. Đó, mà vậy mà đi tập thể dục á, cũng phải đeo mặt nạ, cũng phải bịt mặt, bịt mày, bất cứ đi đâu nó ngộp thở mà nó mệt. Nhưng mà thôi thì mình làm cái gì nó đúng, mà nó ráng để mà nó đồng hòa đồng hết mọi người ha, mọi người, để mà mình có thể sớm trở lại bình thường ha. Rồi thưa cô. Thưa cô, nhắc đến cô thì quá nhiều câu chuyện để phải hỏi, nhưng mà cháu cũng được biết là cô có một thời gian chắc là sinh ra ở bên Lào phải không cô? Cô Huyền thì ở gia đình dòng họ ở bên Lào hết. Mấy đời ở bên Lào, từ mẹ, từ chị, từ bà, từ dì. Thành ra khi mà cô Huyền mẹ đẻ ở bên Lào thì khoảng 12-13 tuổi thì về Việt Nam. Về Việt Nam thì
Tại vì ông cụ của cô Huyền vẫn đi buôn bán đường Lào ấy. Yeah. Thành ra gửi cô Huyền cho ông bác. Oh. Mà ông bác là một người mà tỉnh cục trưởng tài chánh gì ở trên Bình Long á. Yeah. Thành ra gửi cô Huyền học ở trên đó. Yeah. Yeah, cô Huyền học ở trên Bình Long thì học tới năm đệ tứ. Yeah. Thì nó hết lớp. À. Cái tỉnh nhỏ quá. Ừ, ừ. Thành ra từ đó cô Huyền lại chạy về Sài Gòn. Ừ. Ở với bà chị và đi học tiếp. Dạ. À, như cô vậy thì cô có biết nói tiếng Lào không? À, tiếng Lào thì biết nói, thật ra thì không nói được nhiều. Ừ. Tại vì khi mà về dưới này thì thật sự nó gặp tiếng Việt nó thích quá, nó quên hẳn tiếng Lào. Tại vì ở trên chị cô Huyền mới có 11, 12 tuổi là đi về dưới này rồi sinh hoạt ca hát chung với người Việt Nam lâu đời rồi thì thật ra cô Huyền không phải người Lào, nhưng mà tất cả gia đình mấy đời ở bên Lào. Ở bên Lào. Dạ. Mà người Việt mà ở bên Lào. Người Việt mà ở bên Lào. Dạ. Thành ra nó cũng như là gốc rễ ở bên rồi. Dạ. Dạ. Con nghe cô kể là có vài lần sau này khi cô đi hát nổi tiếng rồi mà đi phái đoàn ở bên Lào nó hát cái gì đó. Dạ, cô Huyền hát quốc ca của Lào đó. Ồ vậy đó hả? À, hả? Thì trước khi mình ra trình diễn thì tất cả Việt Nam hay Lào hay nước nào cũng phải hát cái bài quốc ca trước khi mà lên sân khấu, trước khi mà ra trình diễn. Thành ra cô Huyền hát có bộ hăng, tụi nó hay đẩy cô Huyền ra trước. Tại mấy đứa Lào bạn nữa, nữa. Không, mấy đứa bạn mà đi chung một group á thì đi hồi xưa mình ở tuổi cô Huyền ở trong đoàn của phụ tổng thống ông Thiệu đó thì ông Nhã là người dẫn đầu thì nguyên một băng nghệ sĩ mình đi qua bển mà vui lắm hồi đó. Thanh Việt, Tùng Lâm là Xuân Phát là rồi cái nghệ sĩ như cô Lệ Thu, trời giờ nhắc tới cô Lệ Thu cô Huyền rồi đó, là những cô Carol Kim, cô Thanh Thúy, cô gì thì cứ đứng một dàn về hát thì mấy đứa nói là Huyền nó người Lào cho đẩy nó ra đứng giữa để nó hát cho mà thiệt cô Huyền hát thì nó giống hơn nào đâu, cô hát lại thử cái quốc ca quốc ca Lào đó. Bà thế thay rùm lượt nữa chặt chưa thay bên bà cha bà thay không thay thuộc xuân dùi đầm rong không vây đại thang muôn đuổi thay luôn mãi rắc xa mắc kỳ thay nâng rốt xa lạc tệ thương rốt mai lạc đó đại khái cái này hát là phải đứng lên nghiêm trang ha. Đó thành ra đi chung một group mấy người tròn Huyền ra giữa mà bắt phải mang giày cao, tại vì đứng thì phải cô Huyền thì đâu có làm sao cao bằng cô Carol Kim. Mà người ta sắp người cao rồi từ xuống vậy cho nó đều cho nó đẹp. Đó là cô Huyền cứ giả dạng mang giày cao gọi là đứng ai cũng tưởng mình to lớn cao lắm, ra ngoài họ hỏi ủa trời đất ơi sao ở trong hình cao lớn bự ra ngoài nhỏ xíu. Có kỷ niệm có chú Chế Linh mà hát quốc ca làm sao đó con. Ôi thôi chú Chế Linh thì khỏi nói rồi. Đi đâu gặp cô Mai Lệ Huyền á bên Lào á mà đi tuổi cô Huyền đi qua Buôn Thật Luống ở bên để hát ở bên Ôi Lào thì cứ đi ra đường gặp chú Chế Linh cái chắc lột nạc tạc lột e âm rư ba rồi ổng cứ nói bậy bạ vậy, người ta tưởng ổng nói tiếng Lào. Thành ra ta nói ủa xong Chế Linh cũng nói được tiếng Lào nữa. Cô Huyền cũng trả lời giỡn lại với ổng nó chắc lột tạc tạc e u âm rư như đại đó, nói đại vậy chơi giỡn không mà người ta tưởng mình nói tiếng Lào vui lắm. Thành ra hồi đó đi mà từ Chế Linh, Hùng Cường rồi La Thoại Tân ôi cha trời ôi thôi vui quá trời quá đất, mấy ông đó toàn là người nào cũng đóng hài được. Không có người nào mà không biết diệu. Lúc nãy trước khi vào show này đó, thì cô có kể có cái bài mà đồng ca đó để đón tổng thống hay là cái ban dân vận hả cô? À ha, dạ dạ. Mấy cái bài mà
kêu là hát để mà hừng chí lính lên hùng ca đó, hùng ca đó. Mà như cái bài một cánh tay đưa lên quyết đấu tranh cho cái bọn cường hào các bá gì đó ha. Thì ở đằng sau mấy ông đổi lời đứng sắp hàng, một cánh tay đưa lên, đưa lên đi cho nó giật đồng hồ nhanh chóng. Trời ơi, đứa nào đứa nấy cười cười mà tổng thống gần tới rồi mà ổng đổi lời là ổng hát cho để cho mà cười chơi vậy, cháu biết không? Quá tàn, kỷ niệm hả? Đi cô Huyền thấy cái thời đó nó vui dễ sợ. Nhất là cô Huyền đó mỗi lần mà đi ra đường hay đi hát về miền lục tỉnh đó, đi ra đó họ ái mộ kinh khủng lắm. Ái mộ một cách mà mình không muốn luôn. Tại vì á, ái mộ mà chạy theo, ê, đi qua Bắc Mỹ Thuận đó, nó lấy mía ghim, nó liệu mình. Trời ơi, mấy đứa con nít, ê, Hùng Can máy lễ que, Hùng Can máy lễ que mà cứ vậy đó. Rồi, nghĩa là ái mộ đi tới đâu không có đường để mà đi đi được, nhúc nhích. Ở Sài Gòn mỗi lần cô đi chợ hay gì? Trời ơi, cô Huyền á, thì mê đi ăn vặt. Huyền, cô Thẩm Thúy Hằng, cô Túy Hồng, mấy cô cứ rủ nhau đi ăn nghêu ở ngoài ngã bảy gì đó. Đi ra đó ngồi xuống ăn một cái rồi không có đứng dậy được. Trời đất ơi. Nghĩa là tưởng như là có cái trận đánh gì lớn lắm ở đó mà 3 tiếng đồng hồ chưa có thoát ra được để đi về. Cháu hiểu không? Cứ đóng cửa xe bên này, bật cửa xe bên kia. Trời ơi, bù này. Nó bù. Mà nhất là cái kỳ đó cô Huyền đi vô hát ở trong trại lính mà tù, trại tù kêu là trại Chí Hòa đó. Trời ơi, cô Huyền không có tưởng tượng lần đầu tiên mình vô một cái trại mà nó nhốt tù như vậy. Mà mấy ổng gục cái cửa sắt mà thiếu điều gãy luôn. Trời ơi, vậy hả? Thấy Mai Lệ Huyền họ ái mộ một cách mà cái thời đó, đó cháu biết nó không có nhiều nghệ sĩ mà cái kiểu mà kích động nhạc như cô kích động mà chịu ăn mặc mà chịu quậy. Tại vì cô Huyền cũng có một chút xíu máu ngoại quốc ở ở đi đây đi đó rồi, thành ra cô Huyền cũng dạng quậy dạng gì mỗi lần mà đi như vậy trời ơi không có đường đi về. Rồi họ còn đồn là Mai Lệ Huyền bị đánh ghen. Ôi vậy đó định nói báo chí hồi đó. Ôi trời ơi, vô trong khám Chí Hòa hát rồi cái ra leo lên xe đâu có thể nào mà lái về được, cháu biết không? Lính Lợi đứng giúp giùm mình mà mở cửa bên này đóng cửa bên kia, mở riết rồi một hồi á phải di tản, họ đem cô Huyền đi chỗ khác. Rồi họ đem xe đi ra chỗ khác giùm. Như vậy đó, thành ra cô Huyền nghĩ là cái thời đó mình sống mình rất là hạnh phúc mà cô Huyền nghĩ bây giờ không được như vậy. Cái tình yêu thương khán giả dành cho các cô với lại cái nước của mình nó cái hình như mấy cái đó là mấy cái lạ lùng mà hồi xưa mình chưa có giao thiệp để đi ra ngoài như đi Mỹ, đi Pháp, đi đây đi đó. Thành ra mình cứ ở Việt Nam mà thấy có những người mà như vậy là mình cảm thấy có vẻ wow mà nó lạ. Tại vì cô Huyền á thường thường đó cũng chịu khó bắt chước. Mình phải nói tiếng mình bắt chước là vì không thể nào mà mình không bắt chước được, là vì người ngoại quốc bắt chước coi báo của Pháp cách nó ăn Mỹ. Bận coi của Mỹ coi của cách, với lại cô Huyền may mắn là được đi hát ở trong club Mỹ. Hồi xưa mà Mỹ qua Việt Nam mình để mà cắm trại đó, đóng binh đó, thì cô Huyền và phái đoàn Trần Văn Trạch, những người đó, những ban nhạc như là của Khánh Băng, Khánh Băng Phùng Trọng hay là của Khánh Hà gì đó mà nhiều Tuấn Ngọc đâu đều vô club Mỹ hát. Chiều tới Elvis Phương là cô Huyền đi ban nhạc Quỳnh Háo, Quỳnh Anh. Cái thời đó đó là đi hát club Mỹ hết. Thành ra cô Huyền đã biết ăn hamburger từ thời đó. Mà đã bà Sĩ bà Tú tiếng Mỹ, cũng bài đặt đi học hội Việt Mỹ, rồi cũng nói tiếng được tiếng đặng, nhưng mà bắt chước thì cũng rất hay. Đúng. Những nhạc ngoại quốc là cũng hát lưu loát. Không thua gì mà dĩa nào mới ra là tụi cô Huyền phải hát hết. Tại hát vì mình vô club Mỹ, chiều tới là vô mấy cái club Mỹ ở trên Long Bình, chỗ này chỗ kia, mà ông Trần Văn Trạch,
là bầu sô, là những ông dẫn đi vô mấy lớp Mỹ hát, thành ra tụi cô Huyền thời đó đó là đứa nào phần nhiều đó mà hát những loại nhạc trẻ đó là đều hát hai thứ tiếng hết, tiếng Việt và tiếng Nhật. Hay quá cô ha. Đúng rồi, như Thanh Lan thì nó hát tiếng Pháp lưu loát, còn tụi cô Huyền thì nhào qua nhạc Mỹ. Là thời đó Mỹ nó đi vô, nó cấm quân của mình đó. Thành ra tụi cô Huyền cứ vô hát, mà cũng bà Sĩ và Tú cũng thành ra cũng biết được nhạc Hàn Quốc nhiều. Thưa cô, nhắc đến cô thì phải nhắc đến những sáng tác của nhóm Trịnh Lâm Ngân sáng tác cho cô. Và cô cũng biết là hình như nhà tiểu Trần Trịnh cũng có một cái chút kỷ niệm với cô, phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Cái đó là không có gì mà để che đậy giấu giếm hết. Thì ngày xưa đó là Trần Trịnh là cũng người, ông Trịnh là mẹ bố ông cũng người Thái Lan. Ủa vậy hả cô? Dạ, má thì Thái Lan, gốc người Thái. Thành ra cũng khi ổng biết cô Huyền là người Lào á, thì cũng nói nó cũng nỡ biết với nhau cái thủ tục, cái phong tục với nhau. Thành ra cũng rất là thân, mà sau này ráp vô mà cũng thật tình. Ổng khi mà cô Huyền ráp vô đó thì ổng với Trịnh Lâm Ngân đầu tiên là của Trần Trịnh, nhưng mà ráp vô với Trịnh Lâm Ngân nữa. Thành ra Trịnh Lâm Ngân đi quân đội chung với ông Trịnh đó thì thì hai người mới ngồi xuống đặt rất nhiều bài cho cô Huyền hát. Và thật ra bài nào đưa vô là ngày hôm sau nổi tiếng liền. Đúng rồi. Khoác lên ngực áo ánh một vòng hoa, cớ sao tự nhiên em lại thèm thuồng, mà em nhòm nhìn anh ngẩn ngơ, thấy trong lòng em dần đầy thương mê. Bỗng em ước xa rồi, mơ duyên thắm đẹp đôi, mơ bao hoa đặt trên đường. Em ơi đừng mơ chuyện hao huyền, thân anh lênh đênh biết đâu là bên. Đẹp gì đồ trần lây dô mà thương, da anh ngâm ngâm có chi mà thịt. Thôi em, thôi em, thôi em, thôi em, nếu quen gian khổ rồi. Thế ba ngày phép anh để làm chi nè, chắc anh lại lai thang hoài một mình. Thật không, tôi giận người mà đi lẻ nó. Mà thêm đó là cô Huyền hát lớp Mỹ, cô Huyền rất là kêu là dạng, rất là dạng dĩ. Thành ra cái thời đó, cái thời đó bắt chước mặc những coi sách bút, rồi những cái quần áo modern của ngoại quốc, rồi thêm vào đó nhảy nhót, nghĩa là cũng lăn lộn. Với lại cô Huyền cũng có đi hát với ban nhạc Đại Hàn. Thời đó Đại Hàn nó cũng qua lãnh nhiều lắm, nhiều khi nó thiếu ca sĩ. Nó không tới đủ, nó cũng chạy qua, nó kiếm mình để qua hát dùm một vài bài. Thành ra bên tụi Đại Hàn đồ, cô Huyền cũng xí soạn, rồi cũng hát ari răng đồ với tụi nó. Ari răng, ari răng, ra ri vô. Mấy cái loại đó là cái loại của Đại Hàn. Của Đại Hàn mà Quốc Hồn, Quốc Túy có mấy người đó. Thành ra cô Huyền cũng may mắn thôi. Rồi với lại cái tánh cũng lý lắc, thành ra học hỏi được nhiều thứ mà. Cô nhóm Trịnh Lâm Ngân như vậy thì ai là người sáng tác chính cho những bài cô hát, những cái bài mà nó mang tên Trịnh? Phần nhiều là ông Trịnh, Trần Trịnh. Thì ổng mới biết, ổng mới thấy cái ý với về nói chuyện đồ ở nhà thì hát như vậy thì làm như vậy nó hot hơn đồ, thì ổng đưa cái ý tưởng ra, ổng đặt.
Thì sau này có ông Ngân đồ lợi hai người ngồi bàn tính đồ với nhau thì đặt với nhau vậy. Sau này ngoài nhóm Trịnh Lâm Ngân thì còn có nhạc sĩ Hùng Linh với cái bài Cưới Em đó, cô nhớ không? Mấy người đó chỉ là đặt nhạc thôi, đưa cho cô Hiền hát thôi. Mà Jimmy có biết hồi cái thời đó đó, cô Hiền phải công nhận là cái số mình nó so lucky. Cái cháu thấy ở Việt Nam đâu có mấy người mà từ cô Hiền suốt một thập kỷ dài với Hùng Cường mà đâu có ai lên làm thế giống hay là làm vậy đâu. Cho tới tuổi cô Hiền ngày mà mất nước ra đi, thành ra cô Hiền thấy mình sao mà quá mà may mắn. Đó, may mắn đến độ mà hát bài nào ra là có người hát theo, mà tóc để kiểu nào là có người cắt giống. Mà trong khi đó quần áo bận kiểu gì là cũng bán chạy được. Đó, thành ra cô Huyền thấy nghĩa là đúng là họ đặt là cặp sóng thần mà một cái hiện tượng lạ của Việt Nam. Mình không dám nói nhưng mà cái thời đó quá ít. Có ai mà làm mấy cái chuyện như vậy. Và Jimmy thấy là những cái bài hát của cô với ông Hùng Cường hát đó hay bị nít chế lời. Trời ơi, thôi khỏi nói rồi. Như cô Huyền mà chưa ra sân khấu nó làm xém quên lời luôn. Trời đất ơi. Cô Huyền hát một mình đó, như cái bài Cái Chấm Em Cài Là Do Tình Nhân Em Biếu đó, mà mới vừa ra chưa kịp gì nhạc lên cái nó nói cái chân em dài là do bồ em nó kéo đó. Trời ơi, làm mình cũng quên luôn. xém quên luôn, chẳng biết không. Rồi có nhiều bài nó đổi lời cười như em. Như cái bài mà Túp Liều Lý Tưởng của ông Hoàng Thi Thơ đó. Trời ơi, nó đổi lời mà đổi thiệt dài luôn. Mỗi lần mà cô Huyền đi ra xong bài hát chưa hát á là dưới đó đã từ ngày không có đô la mình đói dài dài, từ ngày không có đô la mình chết cái lai rai, từ ngày không có đô la mình phải ăn khoai, cho nên mình mới đi tìm trai, cho nên dẫn tới cái bạc bài rồi thì mình mới tăng tăng từng từng. Quá vui. Nó đổi rất là hay. Mà đổi mà cô Huyền phải ráng học cho thuộc để mà cho vui á. Thành ra nhiều cái người ta đổi lời mà họ suy nghĩ sao mà họ đổi mau. Mỗi lần cô Huyền đi hát ở đâu ra mà họ làm mình xém quên xém quên cái hai lời thiệt luôn. Vàng chắc cũng bị đổi lời phải không? Cô Huyền nhiều lắm, nhưng mà bây giờ cô Huyền thật sự nhiều cái lời nó đổi không dám hát. Cháu hiểu không? Nhưng mà cái nào mà nó dễ thương thì mình còn hát chọc chơi, chứ còn mấy cái lời mà nó đổi tệ quá không dám hát. Như hồi xưa ở trong lính mà đi hát ông gì Diễu Diễu đó, ông Thành Việt đó. Cái bài người ta rất là hay. Đất sinh ra những bông hồng chứ mẹ hiền sinh ra những anh hùng. Người diệt tăng hay người diệt pháo cùng chống xâm lăng. Mà ông đổi lời là đất sinh ra những bông hồng chứ mẹ hiền sinh ra mấy ông chồng. Chồng Việt Nam là cái chồng ca trơn mà đôi chống xâm lăng. Đó, thành ra hát như vậy mình cũng ngại lên sân khấu phải hát bậy bạ mấy ông. Ở ngoài vui chơi thôi chứ còn không có dám. Cho biết không, nhiều cái bài mà đổi thật sự là rất hay nhưng mà không dám hát. Tại vì nó nặng quá. Nó nặng quá, nhiều bài đào nó cũng đổi được nhưng mà thấy ghê lắm. Thưa cô, bên cạnh nhà công việc mà cô hát, cô đang quá hot với chú Hùng Cường trước 75 đó, thì con được biết là cô cũng có mở một cái phòng trà hay cái vũ trường gì ở không cô? Không, cô làm sao mở nổi một cái phòng trà đó. Nó là hồi xưa tụi nó nói là đệ nhất khách sạn nó nói là của làm cái gì tài phiệt gì của người Trung Cộng gì đó. Mà cái đệ nhất khách sạn đó cháu biết, trời ơi nó lớn, nó kinh khủng lắm. Nhưng mà cô Huyền may mắn là được cái ông bà người Tàu đó thích cái loại nhạc của cô Huyền. Mê, mà bà vợ mê cô Huyền hát mà nhất định mời cô Huyền về làm manager ở đó. Mà ở đó cháu biết, trời ơi
nó là như là cái chỗ tứ đổ tường của Las Vegas vậy đó. Nó là một cái hộp đêm riêng nhỏ mà nó có trên lầu đánh bài rồi vũ nữ nhảy nhót. Wow. Ôi cha trời, trời đủ thứ. Ồ, ca nhạc là cô Huyền thầu cái chỗ ca nhạc. Okay. Thì hai vợ chồng ông chủ đó là người Đài Loan, người Hồng Kông, giao cho cô Huyền cái lãnh cái đó để mà lo về vấn đề văn nghệ. Okay. Đó thì cô Huyền thời đó, cô Huyền sẵn có ban nhạc của Trần Trịnh trong tay. Mà hồi đó là Ngọc Phu. Ngọc Phu là người MC, nghĩa là trung thành của cô Mai Lệ Huyền. Mà thời đó bây giờ đi đâu gặp thằng Thái Châu á, cũng nói trời ơi chị Huyền, chị Huyền. Em không bao giờ quên chị. Hỏi sao vậy? Sao quên? Ở trời ơi, chị là người mà đưa em lên ở Đệ Nhất khách sạn mà chị không nhớ. Cô Huyền là cái người đưa con nhạn trắng quạt họ Gò Công, tức là con Phương Dung, Phương Dung trở lại. Khánh Mai Ly, Khánh Ly, Thanh Tuyền, Giao Linh, Úc Trà Trâu rất nhiều Hồng lắm, nữa. Phương Hồng Quế là cái gì? Tiên Vi Chi Bảo, cô Sơn Ca, Úc Trà Trâu nhiều lắm, cô Huyền không nhớ nọ mà ai? Cao Hoan Kim là cũng là mà cô Huyền là bà bầu, tụi nó cứ kêu bà bầu Đệ Nhất mà cháu biết cái thời đó cô Huyền chừng bao nhiêu đi qua đây mới có hai mấy ba chục tuổi thôi mà bây giờ 70 mấy tuổi là cháu biết là sống bên đây nhiều hơn bên Việt Nam. Mà hai mấy tuổi là làm bầu là quá ngon lành. Trời ơi, lúc đó nó trẻ mà không nhiều khi có chuyện lộn xộn gì đó. Đợi kêu manager kêu bà bầu ra giải quyết. Thì tưởng ai kêu cô Huyền ra rồi chút nị đứng rồi mấy ông lính đứng bu là đó. Mà hồi xưa cháu biết cái chỗ đó ăn chơi thứ dữ. Thành ra tướng lãnh nghĩa là quân đội mà mỗi lần mà họ đánh trận về đó là họ đặt nguyên cái chỗ đó. Trời để ơi. Họ lên họ ăn mừng ăn tiệc cho tới mà tài tử Đoàn Châu Mậu đó cũng lên đó đặt tiệc đặt gì mà để quen mà mời cô Huyền đóng phim cho biết. Thành ra tự nhiên cái con đường sự nghiệp nó tự đưa tới chứ mình không có muốn. Mình không đóng kịch cũng thành đóng kịch, mà không hài thì cũng thành hài diễu, mà không đóng phim cũng thành tài tử cine, mà rồi đủ thứ hết, nó đưa đến cho mình. Ba mệt có chuyện nói vắn tắt. Ba hỏi má con về chưa? Ba cần gặp má con. Ba chỉ hỏi có vậy thôi. Nhưng anh tin má còn sống. Có lần một người bạn anh gặp má ở Vũng Tàu, anh ta còn nói rõ má lái xe trông hách lắm. Anh tin má còn sống? Tin chứ. Nhưng anh không biết tại sao mà lại giấu anh. Thiếu điều mà mình làm hoa hậu luôn. Mà thời đó họ cứ cho là mình là đẹp gì mà cô Huyền thấy chết cha mình xấu quá mà sao kỳ vậy. Mà đó thành ra cái sự nghiệp con người ta, cô Huyền nghĩ có cái số. Cháu đi hát 20 năm không nổi tiếng vẫn là không nổi tiếng. Cô Huyền ra có một ngày ngày hôm sau là ta dĩa băng nhạc đi tới đâu mình cũng nghe mình hát hết đó. Ủa kỳ vậy, mình mới ở trên Bình Long về mà mình đâu cũng là gì, mới hát phòng trà còn tiếng đặng tiếng được chưa đứng vững nữa mà sao qua băng nhạc. Trời ơi, cô Huyền đi thâu băng đó. Jimmy có thể tưởng tượng đó, nói không ai tin nhưng mà là sự thật. Sáng cô Huyền đi hát 5-7 cái đại nhạc hội. Chiều về đi đóng phim quay phim, tối về đi hát phòng trà 5-7 chỗ. Khuya về ngồi ngủ gật cho người ta hát vô lỗ tai mình để mình tỉnh dậy mình hát cái bài hát đó. Trời để thu ơi. Cháu có tưởng tượng mà cô Huyền thu đĩa đó như là ngày nào không có thu là phải nói là cái ngày đó là mình trúng số. Ngày nào mà không thu đĩa mà hồi xưa đó chị Mai Hương đó cô Mai Hương là cô Mai Hương đó là cổ hát
đệm hát bè bè cho cô Huyền. Có lúc muốn nói mình thương lính thì mấy bà linh hay gì mấy bà bè trời hay lắm, hát bè mà cô Huyền mê luôn mà mỗi lần cô Huyền ra là mấy bà đứng một vàng ở sau bè thấy thương lắm. Muốn nói mình thương linh nhưng rồi e ngại ngày em sẽ chê là con gái ai lại vô duyên dám nói lên linh và thương linh còn xa lạ thành ra nhiều khi muốn xin làm quen bỗng dừng lại thành ra nhiều khi muốn xin làm quen bỗng dừng lại biết linh tiếp sống dày đây đó như là chim trời màu da cháy đen vì sương gió nên chẳng mồ trai vẫn thấy mến linh và yêu linh yêu thật chân tình thành ra nhiều khi thấy anh là em má thèm đỏ hồi đó nhỏ xíu mà đâu có biết xì tin cũng không biết làm phách làm điệu gì mà mình người dân ở bên Lào về hiền lành không có dữ dằn gì hết mà họ dòm cô Huyền ăn bận với lợi gì họ tưởng đâu chắc là nhưng mà thật sự tới bây giờ nè bạn Quế nó cứ nói trời ơi bà sao tôi bực mình bà quá hỏi gì vậy sao bà ở cái bô xa mà bà nghe cái gì cũng chậm hơn ta, tin tức ở đâu đầy trời giờ bà mới biết, còn chưa biết nữa rồi phải kêu nó nhắc nó nói thôi là cô Huyền thật sự mình sống cái nó quen cái mà không có đúng rồi. Thành ra khi ra đời được là chỉ vui thích gặp bạn bè cười giỡn thích làm những cái gì mà vui. Cho nó vui thôi cô Huyền thật sự nói thật bây giờ đó cô Huyền phải ngồi để hỏi thăm bạn bè nghệ sĩ chắc cũng không có ai mà kỳ thị hay ghét cô Huyền hết tại vì tới bây giờ cô Huyền đi tới mấy đàn em nhỏ nhỏ nó vẫn thương nó vẫn trời ơi chị Huyền cái này kia cưng mà từ có nhiều người ở Việt Nam qua cô Mai Lệ Huyền cũng không biết là ai mà họ cũng dễ thương đúng với cô Huyền ở nói trời ơi nghe danh của cô mà mấy chục năm rồi giờ con mới được lần đầu tiên mà đối diện thí dụ vậy mà thấy cô dễ thương hay gì cô Huyền không dám nói là mình nhưng mà thật sự cuộc đời cô Huyền chưa kỳ thị với một nghệ sĩ nào ở trong đời để đi hát hết cho nên cô được các nghệ sĩ mà nhất là cô Huyền làm bà bầu cô Huyền từ Elvis Phương từ Thái Châu từ những cái tên tuổi hồi xưa đó nó đều là hát cho cô Huyền hết trơn đứa nào trời ơi bà bầu nó thương nhưng mà chỗ cô hết. Có nhảy đầm không hay là những người nghe nhảy đầm chứ ôi vũ nữ mà muốn mà ngon lành trong đó thì không phải áp phe gì nhưng mà phải ngọt ngọt với cô Huyền thì cái này cũng behind the scene nhưng mà bây giờ thì đâu còn gì nữa cô Huyền kể cho quý vị nghe cho Jimmy nghe cho vui tại vì những cái đó là những cái niềm vui của cái thời tuổi trẻ đúng rồi. Mà cái thời đó cô Huyền mới có 20 mấy tuổi thôi mà bây giờ dòm lại mình thì cũng mong còn hát được ngày nào vui ngày đó có ngày xưa mấy cô vũ nữ là mỗi lần muốn được ôi trời đó. Ôi mấy cô đó là muốn gì cái lời Huyền giúp giùm chị cái này cái kia hay cái gì thì cô Huyền cũng phe chứ không phải gì nhưng mà cái gì thì hẳn nhiên mình phải dàn xếp rồi. Đúng rồi tại vì mình là manager hết cái chỗ đó từ vũ nữ cho tới ca sĩ tới cái gì mình có thẩm quyền để mà dàn xếp cháu hiểu không đó cho tới thậm chí nhiều ông tướng nghĩa là hét ra lửa ở chiến trường mà lên để nhớ khách sạn mà phải kiếm cô Mai Lệ Huyền
thì nói em cho anh chỗ nào tốt tốt, chỗ nào ngon ngon, hay là chỗ nào kín kín, hay chỗ nào đó là phải tìm tới cô Mai Lệ Huyền cho thấy không. Thành ra cái thời đó cô Huyền phải nói là mình so lucky, không bao giờ quên được những cái kỷ niệm xa xưa của thời tuổi trẻ. Thành ra tới bây giờ Mai Lệ Huyền phải nói với quý vị là Mai Lệ Huyền rất là hạnh phúc và rất là bằng lòng với những gì mình đã có. Nhất là Mai Lệ Huyền còn được biết là quý vị vẫn còn thương Mai Lệ Huyền, phải không? Đúng rồi. Mỗi lần Mai Lệ Huyền mà ra sân khấu là quý vị cứ nói trời ơi dồn như là 28. Thiệt mới 28 tuổi. Như ngày hôm qua thôi. Thành ra quý vị vẫn còn yêu thích Mai Lệ Huyền. Nhân đây cũng có dịp để cảm ơn quý vị đã cho cái tên Mai Lệ Huyền đứng vững tới bây giờ. Là Mai Lệ Huyền đứng sân khấu coi gần 60 năm. Wow. Gần 60 năm. Mà cái tuổi đời thì mới có gần 80 chứ chưa 80. Gần 80 mà đứng sân khấu đã 60 năm. Thì là quá dài và nhiều kỷ niệm. Dạ, nhiều kỷ niệm. Thưa cô, lúc nãy cô nhắc về cái Để Nhất Khách Sạn đó. Thì như cô nói là có ông Đoàn Châu Mậu là cũng lên cho nó. Ôi trời ơi, ổng lên đó. Ổng lên. Đâu đâu, Mai Lệ Huyền. Mai Lệ Huyền là cô nào đó. Úi dồi ơi, sao mà có chút xíu như vậy mà xếp xong ở đây á. Thế kiếm cho tôi cái chỗ nào thật tốt cho ngày hôm nay chúng tôi ra mắt phim đấy nhá. Rồi tôi sẽ mời cô đóng chung ngày nào rồi này kia cái nọ. Thì thật sự là cô Huyền không phải là tài tử mà cũng đóng cả chục cuốn phim. Đúng. Thì Jimmy biết cô Hiền đóng Còn Gì Cho Nhau, Mãnh Lực Đồng Tiền, Gác Chuông Nhà Thờ, Nhà Tôi. Rồi đủ thứ nhiều lắm. Cô Hiền những cái vai mà toàn là xí xọn làm, nhưng mà những cái vai làm con, làm em của Thanh Nga, làm con của Thẩm Thúy Hằng hay là đôi gì đó. Đó. Thành ra cô Hiền học hỏi rất nhiều. Phải nói là từ cái ngành nào tự nhiên rồi La Thoại Tân gặp cô Huyền. Ôi trời ơi, em phải vô 45 phút chuyện vui, chuyện hài của La Thoại Tân. Vậy là Mai Lệ Huyền mỗi tuần đều có hài. Mỗi tuần đều có show ở trên đài truyền hình, ca nhạc, nhảy múa, đủ thứ không thiếu gì hết. Thành ra cô Huyền hồi không biết sức ở đâu mà làm quá trời ở Việt Nam. Có lẽ vì như vậy mà giờ này Mai Lệ Huyền vẫn còn sức khỏe. Con người mà không gân làm răng mà hấp dẫn. Cải chi mà có gân cũng vậy. Phải không Jimmy? Đúng rồi, thành ra nhờ như vậy mà cô Huyền lúc nào cũng song sáo, may mau mắn. Hồi xưa mà bạn bè cô Huyền hay là những người hàng xóm, trời ơi, mà ai mà có phước đó nghe, được Mai Lệ Huyền đưa đi đẻ là đẻ rớt. Tại vì họ nói cô mau quá, cái gì cũng nghĩa là lúc nào cũng mau mắn mà sốc sáo mà. Thành ra cô Huyền rất là hạnh phúc với những cái gì mà kỷ niệm hồi đó tới bây giờ. Con được biết là có một cô ca sĩ cũng là hàng xóm của cô phải không? Ca sĩ Việt Nam mình, cô Thanh Tuyền. Trời ơi, cô với nó, nó hát ở bên nhà nó mà nhà bên cô Huyền á, cách nhà mấy căn mà cũng còn nghe được. Trời ơi, cái giọng của nó sáng ra mà nhưng đồi hoa sim là muốn té rồi. Thành ra cô Huyền với Thanh Tuyền chơi rất là thân. Nhưng mà phải nói là Thanh Tuyền cũng là một người nghĩa là được ưu đãi của Thượng Đế. Đúng rồi. Tới giờ phút này Thanh Tuyền thật ra cũng không nhỏ hơn cô Huyền nhiều lắm đâu. Nhưng mà vẫn giữ được cái địa vị tới bây giờ. Cái giọng hát vẫn còn thanh tao, thánh thoát. Và cô Huyền rất là quý những cái tình bạn như cô Huyền, Thanh Tuyền, Giao Linh, Phương Hồng Quế, hay là hồi xưa chị Lệ Thu, chị Thanh Thúy. Mặc dù mấy chị mình kêu chị chứ mà rất thân, vui giỡn hàng ngày trong đoàn, ăn giỡn với nhau. Mà cô Huyền cứ nhớ mấy bà. Trời ơi, Mai Lệ Huyền nè,
đó là Lào á, mà nó ăn xoài chua đó, xoài xoài mà chấm nước, chấm mà không chấm mắm đường mà nó cay xé họng, chấm rồi hết hát, ăn rồi hết hát. Cháu có biết cô Huyền, tụi cô Huyền cái group mà ca sĩ mà được đi về miền Tây hát á, trời ơi, ông Thiệu rất là ưu đãi. Ô, mấy cô về đây nghe. Đi để order vườn nhãn, nghĩa là mỗi cô một thùng. Trời ơi, vậy một thùng nhãn để đầu giường. Nhãn mà không có hộp nha. Trời ơi, hết sảy. Trời, nhưng mà tôi warning mấy cô không có được ăn. Chứ kìa. Hát xong xuôi rồi, về một cô một thùng mới được ăn. Rồi lính đem tới một thùng để cho mỗi đứa một cái giường, đầu giường thùng. Ngồi make up sửa soạn, bóp lũm lũm tới giờ ra sân khấu. Giờ thứ không không em tắt. Trời ơi, ổng nói tôi chết rồi, tôi muốn nghe cô hát bài Tấp Đất Tấp Vàng ngày hôm nay, mà một tấp đất là một tấp vàng, mà cô khen tiếng rồi làm sao. Ổng kêu cái ông lính, anh biết cô này là ai không? Cái dạ thưa biết. Cái hỏi ai? Cô Mai Lệ Huyền. Hỏi cổ hay hát cái gì? Dạ Tấp Đất Tấp Vàng. Tôi tưởng anh không biết là anh là không phải lính Cộng Hòa nghe. Ổng còn nồ mấy ổng nữa. Một tấc đất là một tấc vàng, một viên đạn là một chiến công. Tôi hy sinh vì dân, anh hy sinh vì dân, để diệt xong loài bảo tàng. Thành ra cô Huyền rất vui mà đi tới đâu cũng được, trọng vọng cũng được. Cháu chưa biết mà đi ra tiền đồn hát. Người lính nó nhỏ nhỏ hơn Jimmy không à. Mà ngồi ra hết để chờ. Mà trời, lúc đó cô Huyền cũng nhỏ xíu như vậy. Như mấy tấm hình này thôi. Thì lúc đó cô Huyền còn ở ngoài còn trẻ lắm. Nhìn mấy ổng, thành ra ông nào ông nấy, nghĩa là cứ ông Duy Khánh, ông Hùng Cường hay ông La Thoại Tân đi cứ nói thôi ông Nhật Trường, thôi tao không đi gần Mai Lê Quyền đâu, tụi bay đi gần, đứa nào đi gần đi, tại vì tôi nhào vô đại an nó nếu kéo giạt ra không nổi, mấy ổng cũng ngất ngư. Thành ra đó cô Huyền nói thật rất là vui. Mà bây giờ nhớ tới những cảnh đó mình đâu có còn dịp để mà còn cái không nhìn khí lại nhớ lại. Cô Huyền ra tới ngoài đèo sông Thạch Hãn đó. Cô Huyền ra đó mà đi máy bay trực thăng xà xuống. Mà rồi dưới này nó bắn đùng kéo ngược trở lên, mini ship tắt lên hết. Trời, mấy ông ở dưới này la mà không có lính súng bắn vậy mà không chạy, mà nó mini ship không lại bắn vậy mà cứ lo. Trời, vui lắm. Mà mẹ cô Huyền còn phải nói mày đó, mày đi theo cái thằng Hùng Cường đó nghe, hát lính con ngày chết không hay đó con. Điếc không sợ súng đâu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nghe. Bả làm dữ rồi mà cũng đi cũng kêu đi tiền đồn là đi liền, không sợ nha cháu. Đó là cái đó là kỷ niệm nhất đời của Mai Lệ Huyền. Thành ra chắc nghe đây mấy ông lính chắc nhớ lắm ha. Thì Mai Lệ Huyền cũng rất mừng để mà còn được ngồi ở đây để kể lại những mẫu chuyện mà để làm
những cái thời sự kỷ niệm. Đúng rồi. Mà mình cái thời đó bây giờ không có ai nhân chứng thì đây là nhân chứng để cho quý vị nhớ tới một thời nha. Chị My còn nhớ là ông Hùng Cường á, khi mà qua hải ngoại này thì cô cùng với ông Hùng Cường có dịp hát song ca trở lại năm 80 hay 79 như bên này đó, kỷ niệm lắm. Có rồi, rồi cô Huyền với ổng đó là như chó với mèo. Ồ gì hả? Thấy như vậy ở ngoài đời họ cứ hỏi trời ơi hai người bồ nhau ngu sao bồ ổng mà ngu sao kể. Cô Huyền giỡn vậy nói vậy chứ người nghệ sĩ với nhau khó khó lắm. Tại vì khi cô Huyền đến với Hùng Cường, cô Huyền biết vợ Hùng Cường, cô Huyền biết con Hùng Cường, Hùng Cường cũng biết cô Huyền thế nào. Thành ra khi mà ráp vô coi như là anh em rồi. Nó khó có thành tình nhân lắm. Mà hát một chút xíu gì không bằng lòng là gây là ấy. Thành ra cô Huyền với ổng đi show đó, bầu show nó rầu lắm. Vừa ở trong này gây lộn nó thôi chết rồi, trời ơi hai người sắp ra sân khấu mà cãi gì mà dữ vậy. Thì ở ngoài sân khấu Mai Lê Huyền Hùng Cường là em ra để anh đựng cái coi là ra là què. Nhưng mà nói thật á, nó có nhiều kỷ niệm mà không thể nào làm bồ với nhau được. Chỉ là bạn thân và anh em. Mà gần như là anh em thì đúng hơn. Cái gì cũng biết mà cũng hiểu mà cũng nhưng không thể nào làm bồ được. Năm nay cũng là 25 năm ngày mất ông Hùng Cường rồi đó cô. Đúng rồi, anh Hùng Cường lớn hơn Mai Lệ Huyền cũng 6-7 tuổi gì đó. Thì năm nay nếu ảnh còn sống là anh cũng 80 mấy rồi đó. Mà như cái lần cuối cùng mà cô với chú hát chung là Aira đó cô. Cái lúc đó là ông bệnh dữ lắm rồi. Cái lúc đó hát xong mà ảnh không còn biết gì nữa hết. Thì khi thu cô Huyền phải cũng nói nhỏ vô lỗ tai để nhắc ảnh. Cũng như là khi mà ra sân khấu cô Huyền cũng phải nhắc. Tại vì hình như ảnh đã đuối rồi. Không có còn cái tinh tú ở trong đầu nữa rồi, không biết gì nữa hết. Rất buồn nhưng mà thôi, thà là để cho như vậy thì ra đi chứ còn không là khổ lắm. Năm vừa rồi chúng ta mất nhiều nghệ sĩ quá cô. Nhiều mà trong gia đình cô Huyền cũng nhiều bà con mất. Thành ra cô Huyền nhân đây cũng cầu xin, mong rằng quý vị giữ gìn sức khỏe, nhớ làm những thủ tục mà mình có thể làm được để mình giữ cho thân mình. Mai Lệ Huyền rất vui gặp lại quý vị và hẹn gặp lại nha. Jimmy, Jimmy. Cô Huyền rất là cảm ơn cháu Jimmy đã lúc nào cũng nghĩ tới cô Huyền và cô Huyền có dịp để gặp lại khán giả của cô Huyền ngày hôm nay. Nói rất nhiều như là bị lột lưỡi, không biết bị Jimmy bỏ thuốc gì mà nói nhiều quá những cái kỷ niệm ngày xưa hay là vì Covid cả năm nay không được nói, không được hát. Thành ra gặp ngay cái thời điểm này đánh đúng tim đen. Thành ra nhớ quá. Mà nói nếu có điều gì sơ suất xin quý vị tha lỗi cho. Đừng có nghĩ là Mai Lệ Huyền không. Cháu hiểu mà. Trước hết đó, cảm ơn cô trở lại chương trình của Jimmy. Chúc cô thật nhiều sức khỏe, tiếng hát mãi hay và mãi thật là giật gân trên sân khấu. Cô Huyền cố gắng. Cô Huyền cố gắng nha. Mong rằng cái chương trình của cháu nó sẽ được thăng tiến mãi mãi nha. Cháu cảm ơn cô. Thank you. Jimmy cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bước Chân Dị Vãng với cô Mai Lệ Huyền và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới. Mai Lệ Huyền xin kính chào quý vị. Linh thích băng ba như thích đi hành quân. Đời lính vui buồn ai là đi theo ngày tháng sống âm thầm một mai. Uống nô đi anh vô hết 100%. Mình uống quên buồn vui đời lính, lâu gặp quãng chung ly này mừng nhau. Thành đô những chiều dập dìu tôi ước mơ nhiều mà đời nào cho bấy nhiêu. Đi lính lâu rồi cuộc đời còn tay trắng tay, vì nghèo người yêu cách xa, vì đời vô tư đang